Vì tánh của thọ tưởng hành thức như viễn cho đến tánh của thọ tưởng hành thức như việc biến hóa là vô sanh nên không buộc không mở. Vì tánh của sắc như viễn cho đến tánh của sắc như việc biến hóa là vô diệt nên không buộc không mở. Vì tánh của thọ tưởng hành thức như viễn cho đến tánh của thọ tưởng hành thức như việc biến hóa là vô diệt nên không buộc không mở. Vì tánh của sắc như viễn cho đến tánh của sắc như việc biến hóa là vô nhiễm nên không buộc không mở. Vì tánh của thọ tưởng hành thức như viễn cho đến tánh của thọ tưởng hành thức như việc biến hóa là ô nhiễm nên không buộc không mở. Vì tánh của sắc như viễn cho đến tánh của sắc như việc biến hóa là vô tịnh nên không buộc không mở. Vì tánh của thọ tưởng hành thức như viễn cho đến tánh của thọ tưởng hành thức như việc biến hóa là vô tịnh nên không buộc không mở. Mãn từ từ, sắc quá khứ không buộc không mở, thọ tưởng hành thức quá khứ không buộc không mở, sắc vị lai không buộc không mở, thọ tưởng hành thức vị lai không buộc không mở, sắc hiện tại không buộc không mở, thọ tưởng hành thức hiện tại không buộc không mở. Vì sao? Mãn từ từ, vì tánh của sắc quá khứ vị lai hiện tại không có sở hữu nên không buộc không mở. Vì tánh của thọ tưởng hành thức quá khứ vị lai hiện tại không có sở hữu nên không buộc không mở. Vì tánh của sắc quá khứ vị lai hiện tại là viễn ly nên không buộc không mở. Vì tánh của thọ tưởng hành thức quá khứ vị lai hiện tại là viễn ly nên không buộc không mở. Vì tánh của sắc quá khứ vị lai hiện tại là tịch tịnh nên không buộc không mở. Vì tánh của thọ tưởng hành thức quá khứ vị lai hiện tại là tịch tịnh nên không buộc không mở. Vì tánh của sắc quá khứ vị lai hiện tại là không nên không buộc không mở. Vì tánh của thọ tưởng hành thức quá khứ vị lai hiện tại là không nên không buộc không mở. Vì tánh của sắc quá khứ vị lai hiện tại là vô tướng nên không buộc không mở. Vì tánh của thọ tưởng hành thức quá khứ vị lai hiện tại là vô tướng nên không buộc không mở. Vì tánh của sắc quá khứ vị lai hiện tại là vô nguyện nên không buộc không mở. Vì tánh của thọ tưởng hành thức quá khứ vị lai hiện tại là vô nguyện nên không buộc không mở. Vì tánh của sắc quá khứ vị lai hiện tại là vô sanh nên không buộc không mở. Vì tánh của thọ tưởng hành thức quá khứ vị lai hiện tại là vô sanh nên không buộc không mở. Vì tánh của sắc quá khứ vị lai hiện tại là vô diệt nên không buộc không mở. Vì tánh của thọ tưởng hành thức quá khứ vị lai hiện tại là vô diệt nên không buộc không mở. Vì tánh của sắc quá khứ vị lai hiện tại là vô nhiễm nên không buộc không mở. Vì tánh của thọ tưởng hành thức quá khứ vị lai hiện tại là vô nhiễm nên không buộc không mở. Vì tánh của sắc quá khứ vị lai hiện tại là vô tịnh nên không buộc không mở. Vì tánh của thọ tưởng hành thức quá khứ vị lai hiện tại là vô tịnh nên không buộc không mở. Mãn từ từ, sắc thiện không buộc không mở, thọ tưởng hành thức thiện không buộc không mở, sắc bất thiện không buộc không mở, thọ tưởng hành thức bất thiện không buộc không mở, sắc vô ký không buộc không mở, thọ tưởng hành thức vô ký không buộc không mở. Vì sao? Mãn từ từ, vì tánh của sắc thiện bất thiện vô ký không có sở hữu nên không buộc không mở. Vì tánh của thọ tưởng hành thức thiện bất thiện vô ký không có sở hữu nên không buộc không mở. Vì tánh của sắc thiện bất thiện vô ký là viễn ly nên không buộc không mở. Vì tánh của thọ tưởng hành thức thiện bất thiện vô ký là viễn ly nên không buộc không mở. Vì tánh của sắc thiện bất thiện vô ký là tịch tịnh nên không buộc không mở. Vì tánh của thọ tưởng hành thức thiện bất thiện vô ký là tịch tịnh nên không buộc không mở. Vì tánh của sắc thiện bất thiện vô ký là không nên không buộc không mở. Vì tánh của thọ tưởng hành thức thiện bất thiện vô ký là không nên không buộc không mở. Vì tánh của sắc thiện bất thiện vô ký là vô tướng nên không buộc không mở. Vì tánh của thọ tưởng hành thức thiện bất thiện vô ký là vô tướng nên không buộc không mở. Vì tánh của sắc thiện bất thiện vô ký là vô nguyện nên không buộc không mở. Vì tánh của thọ tưởng hành thức thiện bất thiện vô ký là vô nguyện nên không buộc không mở. Vì tánh của sắc thiện bất thiện vô ký là vô sanh nên không buộc không mở. Vì tánh của thọ tưởng hành thức thiện bất thiện vô ký là vô sanh nên không buộc không mở. Vì tánh của sắc thiện bất thiện vô ký là vô diệt nên không buộc không mở. Vì tánh của thọ tưởng hành thức thiện bất thiện vô ký là vô diệt nên không buộc không mở. Vì tánh của sắc thiện bất thiện vô ký là vô nhiễm nên không buộc không mở. Vì tánh của thọ tưởng hành thức thiện bất thiện vô ký là vô nhiễm nên không buộc không mở. Vì tánh của sắc thiện bất thiện vô ký là vô tịnh nên không buộc không mở. Vì tánh của thọ tưởng hành thức thiện bất thiện vô ký là vô tịnh nên không buộc không mở. Mãn từ từ,
Sắc hữu nhiễm không buộc không mở, thọ tưởng hành thức hữu nhiễm không buộc không mở. Sắc vô nhiễm không buộc không mở, thọ tưởng hành thức vô nhiễm không buộc không mở. Sắc hữu tội không buộc không mở, thọ tưởng hành thức hữu tội không buộc không mở. Sắc vô tội không buộc không mở, thọ tưởng hành thức vô tội không buộc không mở. Sắc hữu lậu không buộc không mở, thọ tưởng hành thức hữu lậu không buộc không mở. Sắc vô lậu không buộc không mở, thọ tưởng hành thức vô lậu không buộc không mở. Sắc tạp nhiễm không buộc không mở, thọ tưởng hành thức tạp nhiễm không buộc không mở. Sắc thanh tịnh không buộc không mở, thọ tưởng hành thức thanh tịnh không buộc không mở. Sắc thế gian không buộc không mở, thọ tưởng hành thức thế gian không buộc không mở. Sắc xuất thế gian không buộc không mở, thọ tưởng hành thức xuất thế gian không buộc không mở. Vì sao mãn từ từ? Vì tánh của sắc hữu nhiễm cho đến tánh của sắc xuất thế gian không có sở hữu nên không buộc không mở. Vì tánh của thọ tưởng hành thức hữu nhiễm cho đến tánh của thọ tưởng hành thức xuất thế gian không có sở hữu nên không buộc không mở. Vì tánh của sắc hữu nhiễm cho đến tánh của sắc xuất thế gian là viễn ly nên không buộc không mở. Vì tánh của thọ tưởng hành thức hữu nhiễm cho đến tánh của thọ tưởng hành thức xuất thế gian là viễn ly nên không buộc không mở. Vì tánh của sắc hữu nhiễm cho đến tánh của sắc xuất thế gian là tịch tịnh nên không buộc không mở. Vì tánh của thọ tưởng hành thức hữu nhiễm cho đến tánh của thọ tưởng hành thức xuất thế gian là tịch tịnh nên không buộc không mở. Vì tánh của sắc hữu nhiễm cho đến tánh của sắc xuất thế gian là không nên không buộc không mở. Vì tánh của thọ tưởng hành thức hữu nhiễm cho đến tánh của thọ tưởng hành thức xuất thế gian là không nên không buộc không mở. Vì tánh của sắc hữu nhiễm cho đến tánh của sắc xuất thế gian là vô tướng nên không buộc không mở. Vì tánh của thọ tưởng hành thức hữu nhiễm cho đến tánh của thọ tưởng hành thức xuất thế gian là vô tướng nên không buộc không mở. Vì tánh của sắc hữu nhiễm cho đến tánh của sắc xuất thế gian là vô nguyện nên không buộc không mở. Vì tánh của thọ tưởng hành thức hữu nhiễm cho đến tánh của thọ tưởng hành thức xuất thế gian là vô nguyện nên không buộc không mở. Vì tánh của sắc hữu nhiễm cho đến tánh của sắc xuất thế gian là vô sanh nên không buộc không mở. Vì tánh của thọ tưởng hành thức hữu nhiễm cho đến tánh của thọ tưởng hành thức xuất thế gian là vô sanh nên không buộc không mở. Vì tánh của sắc hữu nhiễm cho đến tánh của sắc xuất thế gian là vô diệt nên không buộc không mở. Vì tánh của thọ tưởng hành thức hữu nhiễm cho đến tánh của thọ tưởng hành thức xuất thế gian là vô diệt nên không buộc không mở. Vì tánh của sắc hữu nhiễm cho đến tánh của sắc xuất thế gian là vô nhiễm nên không buộc không mở. Vì tánh của thọ tưởng hành thức hữu nhiễm cho đến tánh của thọ tưởng hành thức xuất thế gian là vô nhiễm nên không buộc không mở. Vì tánh của sắc hữu nhiễm cho đến tánh của sắc xuất thế gian là vô tịnh nên không buộc không mở. Vì tánh của thọ tưởng hành thức hữu nhiễm cho đến tánh của thọ tưởng hành thức xuất thế gian là vô tịnh nên không buộc không mở. Mãn từ từ, sắc thọ tưởng hành thức như vậy không buộc không mở, nên biết như vậy thì nhãn xứ cho đến ý xứ, sắc xứ cho đến pháp xứ, nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới và nhãn xúc, cùng các thọ do nhãn xúc làm duyên sanh ra cho đến ý giới, pháp giới, ý thức giới và ý xúc, cùng các thọ do ý xúc làm duyên sanh ra, địa giới cho đến thức giới, thánh đế khổ cho đến thánh đế đạo, vô minh cho đến lão tử, sầu, than khổ, yêu não, cái không nội cho đến cái không không tánh tự tánh, bốn tịnh lự cho đến bốn định vô sắc, bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, pháp môn giải thoát không cho đến pháp môn giải thoát vô nguyện, bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, năm loại mắt, sáu phép thần thông, mười lực của Phật cho đến trí nhất thiết tướng, chân như cho đến vô vi, bồ đề tát đoà đại bồ tát, quả vị giác ngộ cao tột, bậc chứng đắc quả vị giác ngộ cao tột, tất cả pháp tương ưng với các pháp đó lại cũng không buộc không mở như vậy. Mãn từ từ, các đại bồ tát đối với pháp môn không buộc không mở như vậy, lấy vô sở đắc làm phương tiện, nên biết như thật. Đối với bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, bốn niệm trụ, bốn chánh đoạn, bốn thần túc, năm căn năm lực, bảy chi đẳng giác, tám chi thánh đạo, pháp môn giải thoát không, vô tướng vô nguyện, bố thí tịnh giới, an nhẫn, tinh tấn, tịnh lự, bát nhã, ba la mật đa, năm loại mắt, sáu phép thần thông, mười lực của Phật, bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, 18 pháp Phật bất cộng, trí nhất thiết, trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng không buộc không mở như vậy, lấy vô sở đắc làm phương tiện, nên siêng năng tu học. Mãn từ từ, các đại Bồ Tát lấy vô sở đắc làm phương tiện, nên an trú bốn tịnh lự không buộc không mở.
cho đến nên an trú trí nhất thiết tướng không buộc không mở, lấy vô sở đắc làm phương tiện, nên thành thục hữu tình không buộc không mở, nên nghiêm tịnh cõi Phật không buộc không mở, nên thân cận cúng dường chư Phật không buộc không mở, nên nghe nhận lãnh pháp môn không buộc không mở. Mãn tử tử, đại Bồ Tát ấy thường chẳng xa lìa chư Phật Thế Tôn không buộc không mở, thường chẳng xa lìa năm loại mắt thanh tịnh không buộc không mở, thường chẳng xa lìa sáu phép thần thông thủ thắng không buộc không mở, thường chẳng xa lìa pháp môn Đà La Ni không buộc không mở, thường chẳng xa lìa pháp môn Tam Ma Địa không buộc không mở. Mãn tử tử, đại Bồ Tát ấy sẽ phát sanh trí đạo tướng không buộc không mở, sẽ chứng đắc trí nhất thiết tướng không buộc không mở, sẽ chuyển pháp luân không buộc không mở, sẽ dùng pháp ba thừa không buộc không mở, an lập các hữu tình không buộc không mở. Này mãn tử tử, nếu đại Bồ Tát tu hành sáu phép ba la mật đa không buộc không mở, thì sẽ chứng đắc không buộc không mở, vì tất cả pháp không có sở hữu, viễn ly, tịch tịnh, không, vô tướng, vô nguyện, vô sanh, vô diệt, vô nhiễm, vô tịch, đều không buộc, không mở. Mãn tử tử nên biết, đại Bồ Tát ấy gọi là người mặc áo giáp đại thừa, không buộc, không mở.